Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tỉnh Hòa Bình bán đấu giá hai con cá nuôi ở lòng hồ thu được 115 triệu đồng. Ngày 18 tháng 10, báo Thanh niên loan tin, hai con cá nuôi ở lòng hồ Hòa Bình được bán đấu giá 115 triệu đồng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức bán đấu giá thành công hai con cá nuôi ở lòng hồ Hòa Bình, thu về 115 triệu đồng. Báo Thanh niên cho biết bán đấu giá hai con cá nuôi ở lòng hồ Hòa Bình là một trong những điểm nhấn ấn tượng tại lễ hội cá tôm sông Đà, tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất và hội trợ nông nghiệp và triển lãm các sản phẩm trong chương trình mỗi xã một sản phẩm vùng Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023. Đây là sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức khai mạc tối ngày 27 tháng 10 tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, kéo dài đến hết ngày 29 tháng 10. Và đây là hình bản tin trên báo Thanh Niên. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, đây là lần đầu tiên địa phương này tổ chức lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình nhằm giới thiệu nguồn lợi thủy sản phong phú nuôi trồng, khai thác từ lòng hồ Hòa Bình. Lễ hội cũng là sự kiện để người dân, doanh nghiệp để mạnh quảng bá, khẳng định nhãn hiệu đặc sản tôm sông Đà Hòa Bình và cá sông Đà Hòa Bình đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận. Theo ông Đinh Công Sứ, thủy sản đang là ngành đóng góp tỷ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình, trong đó chủ yếu là nghề nuôi cá lòng trên sông Đà hiện nay hòa bình có 2.700 hecta diện tích mặt nước với hơn 4.000 lồng nuôi cá sản lượng thu hoạch ước đạt hơn 9.000 tấn tại lễ khai mạc lễ hội báo thanh niên cho hay ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức bán đấu giá hai con cá chấm đen cá lăng đuôi đỏ của các doanh nghiệp nuôi tại lòng hồ hòa bình trong đó một con cá chấm đen nặng 30 kg của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản hải đăng có giá khởi điểm là 25 triệu đồng. Sau nhiều vòng trả giá, con cá này đã được một doanh nghiệp tại Hà Nội chốt mua với giá là 65 triệu đồng. Con cá lăng đuôi đỏ 20 kg của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh có giá khởi điểm là 20 triệu đồng đã bán thành công với giá 50 triệu đồng. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, toàn bộ số tiền 115 triệu đồng bán đấu giá sẽ được dùng để mua cá giống để thả tự nhiên vào lòng Hòa Bình, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Không rõ tỉnh này có thực sự thực hiện đúng như vậy hay không, hay con số 115 triệu kia sẽ rơi rớt đâu đó trước khi được thả xuống lòng hồ. Và đây là hình tỉnh Hòa Bình quảng bá cho các đặc sản của mình. Được biết, cam, cao phong, cá, sông đà, gà, lạc thủy là những đặc sản của tỉnh Hòa Bình. Tỉnh Hòa Bình từng đưa các đặc sản này về quảng bá tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2019 trong tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả, có muối và nông thủy sản an toàn chất lượng tỉnh Hòa Bình. Tại lễ hội này có các nhóm nông sản như cam Cao Phong, cá chiên sông Đà, cá lăng sông Đà, gà đồi Lạc Thủy, gà ri Lạc Sơn đều là những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình có đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc. Báo Thanh niên lúc đó đã dẫn lời ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nói rằng: Tuần lễ này là dịp để chúng tôi tiếp cận, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, các đặc sản của địa phương mình đến người tiêu dùng thủ đô. Cũng tại buổi lễ, năm hợp tác xã của tỉnh Hòa Bình đã ký biên bản hợp tác với siêu thị Bixi để cung cấp sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm như cam cao phong, dê núi, lương sơn, gà lạc thủy, bưởi đỏ tân lạc, quýt hòa bình, cá sông đà tại chuỗi siêu thị Big C. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tỉnh Hòa Bình bán đấu giá hai con cá nuôi ở Lòng Hồ thu được 115 triệu đồng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tình trạng thị trường bất động sản Việt Nam có giống Trung Quốc VOA Tiếng Việt ngày 27 tháng 10 có bài bình luận thị trường bất động sản chơi với liệu Việt Nam có thành Trung Quốc thứ hai không. Theo đó, bất động sản Việt Nam đã trải qua một năm lao đao khi chứng kiến các công ty xây dựng trễ hạn trả tiền lời ngân hàng trong bối cảnh tín dụng thắt chặt do các biện pháp không đúng lúc của chính phủ, mặc dù rủi ro tác động dây chuyền đã được hạn chế. VOA dẫn Daron Capital, công ty quản lý quỹ hàng đầu ở Việt Nam, cho biết cổ phần bất động sản là nhóm có thành tích tệ nhất trong tháng trước trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mức giảm gần 16%. Sự sụt giảm này là diễn biến mới nhất sau khi năm cổ phiếu của các tập đoàn xây dựng gặp hỗn loạn và đến năm ngoái thì lan sang trái phiếu doanh nghiệp gây khó khăn cho việc thực hiện các dự án và để lại những tòa nhà ma vốn là khu căn hộ cao cấp. Và đây là hình bài trên VOA. VOA nêu một số công ty bất động sản lớn đang gặp khó khăn, trong đó cổ phiếu của Novaland đã giảm hơn 80% trong một năm sau khi họ không thể trả lãi trái phiếu trong và ngoài nước, khi đáo hạn khiến họ gặp bế tắc với một số chủ nợ quốc tế. Cổ phiếu của Vinhome, công ty con của tập đoàn Vingroup, ngày 27 tháng 10 đã giảm 6,2% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, sau khi họ phát hành trái phiếu chuyển đổi mới để tìm nguồn tiền trang trải các nghĩa vụ. Bên cạnh đó, VOA cho hay các công ty chưa niêm yết vỡ nợ gần đây có tập đoàn Hưng Thịnh và Vạn Thịnh Phát. Các tòa nhà trống trơn với nội thất gian dở ở khu phố Địa Trung Hải của chủ đầu tư Sun Group trên đảo Phú Quốc, trong khi khung sườn của những tòa nhà cao tầng chưa hoàn thiện nằm bên cạnh những tòa tháp bóng loáng ở Hà Nội do một tập đoàn khác là Sunshine đang xây dựng. VOA cho biết áp lực đang gia tăng khi mà lượng trái phiếu bất động sản trị giá khoảng 6 tỷ đô la Mỹ sẽ đáo hạn trong năm nay và năm tới, gần gấp 3 lần so với năm 2022. Theo VOA, hồi tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã cảnh báo về rủi ro khủng hoảng bất động sản lan sang khu vực ngân hàng từ những bất thường trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản. VOA dẫn S&P Global cho biết trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 3%, Tổng tín dụng của các ngân hàng ước tính từ 1 phần 3 đến 1 nửa trong trái phiếu này có liên quan đến bất động sản. Và đây là hình tình trạng những khu nhà ma khi bất động sản đóng băng. Các ngân hàng dính nhiều nhất vào bất động sản là South East Asia Bank, Maritime Bank, Asia Commercial Bank, Vietnam Robility Bank và Sacombank. Theo dữ liệu năm 2022, VOA dẫn quan điểm của các nhà phân tích cho rằng những khó khăn lớn nhất có nguyên do chiến dịch chống tham nhũng kéo dài mà đảng cộng sản đã đẩy mạnh vào cuối năm ngoái. Vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hồi tháng 10 năm ngoái về tội gian dối phát hành trái phiếu là bước ngoặt dẫn đến niềm tin vào thị trường giảm sút. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi chính quyền ban hành các quy tắc khắc khe hơn về tính minh bạch và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào hồi tháng 9 năm ngoái, vốn xảy ra vào lúc kinh tế tăng trưởng chậm lại. Phát hành trái phiếu đã đình trệ và các khoản vay ngân hàng giảm khiến chính phủ liên tục thúc giục các nhà băng tăng cường cho vay voa bình luận mặc dù các biện pháp không đúng lúc của chính phủ gánh nợ cao của các tập đoàn và cung vượt cầu là nguyên nhân gây ra những khó khăn của lĩnh vực bất động sản ở cả việt nam và trung quốc nhưng điều kiện ở việt nam có phần khác triển vọng dài hạn ở việt nam là tích cực hơn khi dân số trẻ hơn và tầng lớp trung lưu tăng trưởng giữ cho nhu cầu bất động sản ở mức cao. Việt Nam có tình trạng dư thừa nguồn cung bất động sản và đầu cơ ít nghiêm trọng hơn Trung Quốc, trong khi đóng góp của bất động sản vào quy mô GDP cũng ít hơn Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin tình. tình trạng thị trường bất động sản Việt Nam có giống Trung Quốc không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới